Đây là một trạng thái rất bình thường nha, đừng có suy nghĩ gì quá sâu xa. Thì mình bị vào lúc 2 giờ 33 phút và khi mà mình sử dụng sản phẩm này lên vào lúc 3 giờ, da mình đã được dịu lại, giảm đỏ và giảm sạm lại luôn. Mình thấy cái hiệu quả của em này nó tới rất rất là nhanh mọi người ơi. Cái mặt nạ đất sét này nó đã được sold out chỉ trong vòng ở Hàn Quốc. Đây là con số cực kỳ kinh khủng luôn. Hi, welcome back. Mình cao 1m88 và đây là YouTube channel của mình, 1m88 channel. Hi, chắc các bạn nào chưa biết đến mình thì mình tên là Bu. Mình làm video về beauty và đời sống. Và nội dung của video ngày hôm nay, mình sẽ review cho các bạn những cái sản phẩm mà mình kiểu tâm đắc thật sự luôn á. Đây là cái sản phẩm làm cho mình trong vòng 30 phút giảm kích ứng, giảm đỏ, giảm ngứa, hiệu quả nhanh thật sự. Đây là Bee Blend Cicatron Ampoule. Thật ra là mình biết tới cái nhà Bee Blend này thông qua chị Cherry Hiri. Thì đây là một YouTuber reviewer người Hàn Quốc và kênh YouTube của chị cực kỳ nổi tiếng luôn mọi người. Ai ở trong ngành làm đẹp hầu như đều biết chị hết, tại vì kênh hơn 1 triệu sub lận. Và chị cũng đã có review cái hãng này rồi. Và ở trong một cái video của chị thì mình có thấy được một thông tin, đó là cái hãng Bee Blend này, cái mặt nạ đất sét này nó đã được sold out chỉ trong vòng ở Hàn Quốc. Đây là con số cực kỳ kinh khủng luôn. Tại vì mọi người phải hiểu nha, cái cửa hàng Olive Young ở Hàn Quốc, không ai là không biết mấy cái store Olive Young hết. Tại vì bán mỹ phẩm vừa chất lượng nè, vừa rẻ nè, mà đa phần hàng ở trong đó đều rất là clean beauty, tức là không cồn, không hương liệu, không dầu khoáng, an toàn cho làn da và không kiểm nghiệm ở trên động vật. Nói chung là rất là nhiều thứ. Thì hãng Bee Blend này cũng là một trong những cái hãng clean beauty mà mình được cơ hội mà mình phải mua để mình thử nha, chứ hãng chưa có ở Việt Nam nữa. Ok, và bây giờ không làm mất thời gian của các bạn nữa, mình sẽ vô review chi tiết nhất có thể từ trước đến nay từng món cho các bạn xem luôn ha. Đầu tiên sẽ là Bee Blend Cicatron Ampoule. Khi mà mọi người mua thì chúng ta sẽ thấy cái bao bì packaging của nó khá là lạ. Các loại serum khác trước đến nay, cái vòi pump của nó thường là màu trắng, và khi mà dùng một thời gian thì cái màu trắng nó sẽ bị ngã đi, hoặc là tay của chúng ta tiếp xúc với nền, tiếp xúc với những cái hoạt chất khác hoặc là những cái sản phẩm khác, nó sẽ làm cho cái ống tuyết nó bị dơ. Thì khi nhà Bee Blend đổi qua cái màu xanh như thế này rất là mát mắt, và đồng thời nó nhìn nó vệ sinh hơn, nó sạch sẽ hơn. Cái chất của cái serum này thì nó sẽ đặc hơn các loại serum khác một tí. Để nói sơ qua về bản thành phần thì ở trong em này sẽ chứa cái tổ hợp Cicatron, có nghĩa là Cica là một tổ hợp của rau má, và Teron ở đây đó là phytosterol. Đây là một cái tiền vitamin D và đây là một cái công thức độc quyền của hãng Bee Blend luôn. Đồng thời ở trong này thì còn có LHA để tẩy da chết dịu nhẹ nữa. Thông thường thì các loại mỹ phẩm từ Hàn Quốc sẽ không thích chơi lắm với lại BHA và glycolic acid, và thậm chí retinol các hãng Hàn Quốc cũng không thích luôn. Bạn sẽ không thấy cái mỹ phẩm nào nó bán ở Hàn Quốc với những cái nồng độ cao, ví dụ như là BHA 2% trở lên hoặc là retinol từ 0.3% trở lên, vân vân. Rất rất là hiếm. Tại vì bên Hàn Quốc thì người ta đề cao cái sự an toàn cho da nhạy cảm, vì vậy người ta sử dụng LHA và PFHA nhiều hơn ở trong sản phẩm của người ta. Thì ở trong này có LHA nha. Theo một cái nghiên cứu của Viện Da liễu Hàn Quốc thì sản phẩm này có khả năng làm dịu da trong vòng 10 phút. Và trải nghiệm của mình đó là trong vòng 30 phút, da của mình từ một làn da kích ứng, bị ngứa, bị sần do mình bị kích ứng mỹ phẩm. Cái sự kích ứng mỹ phẩm này nó rất là hên xui mấy bạn. Nhiều khi bạn xài một cái sản phẩm đó lâu ngày không sao, nhưng mà tự nhiên tới một ngày cái hàng rào da của các bạn nó bị yếu đi, sau đó thì bạn bị kích ứng. Đây là một trạng thái rất bình thường nha, đừng có suy nghĩ gì quá sâu xa. Thì mình bị vào lúc 2 giờ 33 phút và khi mà mình sử dụng sản phẩm này lên vào lúc 3 giờ, da mình đã được dịu lại, giảm đỏ và giảm sạm lại luôn. Mình thấy cái hiệu quả của em này nó tới rất rất là nhanh mọi người ơi. Hoặc là mình sẽ có một cách sử dụng khác, đó là nếu như da bạn nào bị kích ứng quá đi thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm này làm một cái lotion mask. Như vậy á, thì da của bạn sẽ được hấp thụ nhiều hơn, cái khả năng làm dịu da nó tốt hơn nữa. Và đây là một trong những cái sản phẩm mà mình thích nhất của cái hãng này, và mình công nhận với các bạn luôn, hiệu quả nó tới rất là nhanh. Sản phẩm này mình sẽ cho nó là 9.5/10. Mình sẽ trừ nhẹ sản phẩm này 0.5 điểm vì một lý do, đó là nếu như mọi người nhìn vô kết cấu của nó thì mọi người sẽ thấy em này nó sẽ dày hơn các em serum chứa rau má khác một tí, nhưng mà nó vẫn không gây bít tắc lỗ chân lông và nó vẫn thấm khá là nhanh. Nhưng mà cái lượng độ ẩm của nó để lại trên da thì tương đối nhiều. Nếu như mà bạn dùng cái serum này và bạn layer quá nhiều các step khác thì maybe em này sẽ làm hơi nặng mặt cho các bạn một tí. Nhưng mà nếu như bạn chỉ sử dụng một mình em nó thôi thì mình nghĩ là nó rất là hoàn hảo. Bạn hoàn toàn có thể ngủ máy lạnh đối với cái serum này luôn, nó chống chịu cho da bạn được. Nhớ nha, đây là một em serum hồi phục cho làn da, làm dịu làn da mạnh mẽ nhất từ trước đến nay từ rau má, và mình thấy được luôn á. Em này 9.5/10, mọi người nhất định phải thử cái em này một lần luôn á. Ok, cái em thứ hai mà mình cũng tâm đắc, đây là em Bee Blend Moonbeam Pore Clay Mask. Đây là một em mặt nạ rửa có chiết xuất từ đậu xanh. Nói về mấy cái loại chiết xuất thiên nhiên á, thì thật ra người Hàn Quốc người ta rất ưa thích các loại chiết xuất thiên nhiên mọi người ơi. Ví dụ như là ngải cứu nè,
ví dụ như rau má là quá quen thuộc rồi. Rồi chúng ta sẽ có đậu xanh. Theo văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc thì đậu xanh có đặc tính giải độc. Và thật ra nha, theo y học của người Trung Quốc hoặc là người Việt Nam luôn, thì đúng là đậu xanh có yếu tố thải độc thiệt. Và hãng này áp dụng vô mặt nạ vết xét, mình thấy ra một điểm cộng rất lớn. Tiếp theo đó, ở trong em này cũng có enzyme từ đậu xanh nữa để hỗ trợ tẩy da chết cho da. Theo hãng gọi thì đó là thải độc cho da, nhưng mà mình thích dùng cái cụm từ đó là tẩy da chết cho da nhiều hơn. Đó là một điểm thứ hai mà mình thích. Đồng thời ở trong em này sẽ có một cái điểm là mình nó hơi lấn cấn một tí, đó là trong em này sẽ hỗ trợ thêm tẩy da chết cho mọi người bằng những cái hạt. Những cái hạt đó nó là vỏ của đậu xanh và vỏ dừa được nghiền nhuyễn bỏ ở trong này để tăng cái khả năng tẩy da chết vật lý cho mọi người. Và điểm đó là mình hơi lấn cấn một tí. Trải nghiệm của mình đối với sản phẩm này thì nó cũng đâu đó là 80% là hài lòng. Mình có bị một cái cấn không thể cho được 20% còn lại, đó là những cái hạt ở trong này thì cái độ to nhỏ của nó không đồng đều nhau. Maybe là nó đến từ việc sự khác nhau giữa vỏ đậu xanh và vỏ dừa. Có những cái hạt thì nó tương đối mềm mịn cho da, nhưng mà cũng có những cái hạt ở trên da của mình nó hơi cứng một tí. Đó là lý do sau khi mà mình rửa, mình bị tham ở cái việc bổ trợ thêm cái khả năng tẩy da chết. Mình kỳ nó mạnh hơn một tí, nó làm cho cái vùng da quanh mép của mình nó bị đỏ. Và đó là những cái điểm mà mình hơi không thích nhẹ ở sản phẩm này. Nhưng mà mọi thứ còn lại thì nó rất là ổn, nó rất là ok, cũng dễ dàng rửa trôi đi và cũng không bị khô da quá sau khi sử dụng. Và dùng xong da có sáng lên thật sự nha. Thì nếu để gọi là chấm điểm thì mình sẽ chấm điểm em này là 8 cho đến 8 điểm rưỡi trên 10. Và hỏi là có mua lại hay không thì thật ra là có. Ban đầu thì mình sẽ bị nhầm lẫn một tí. Thông thường những cái loại mặt nạ đất sét khác, nhà sản xuất sẽ cho bạn một cái muỗng để ở trong cái sản phẩm này luôn. Khi mà bạn mở ra là bạn sẽ thấy. Nhưng mà không, mình mở ra mình không thấy. Nhưng mà thật ra thì nhà sản xuất vẫn cho bạn một cái muỗng và nó đựng ở trong cái hộp giấy như thế này. Khi mà các bạn mở ra thì các bạn sẽ tự động thấy. Nhớ nha, nó không có nằm ở trong này. Điểm bất tiện là khi mà đem đi á, chúng ta không thể bỏ đi vô được. Chúng ta phải mang hai cái này nó bị tách riêng ra. Thì đây cũng là một điểm mà mình không thích nhẹ lắm. Nhưng mà không sao, nó không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Vì vậy đây vẫn là một món mà các bạn đáng thử nha. Ok, cái món tiếp theo mà mình sẽ review cho các bạn, đây là Cicatron Sport Treatment. Đây là một cái loại kem chấm mụn. Nhưng mà thật ra mình nghĩ là em này có thể đa năng hơn, có thể dùng được cho cả toàn mặt luôn nếu như mà các bạn mong muốn. Thật ra ở trong em này vẫn chứa cái tổ hợp Cicatron để hỗ trợ làm dịu và hồi phục cho làn da. Đồng thời ở trong này thì sẽ có bột Steca. Nó sẽ bao gồm những cái hoạt chất giống như là Madicasoside, bla bla bla. Những cái tổ hợp này thì sẽ làm dịu cho da và kháng khuẩn cho da, làm cho da các bạn giảm đỏ và dễ chịu hơn. Một điểm nữa làm cho em này có thể hoàn toàn kết hợp với các loại treatment khác mà các bạn đang dùng, đó là em này sẽ không chứa các loại acid sulfur hoặc là BHA hoặc là retinoid sẽ làm cho da của bạn nhạy cảm hơn trong lúc bị mụn. Thì em này sẽ có hiệu quả nhất đối với những bạn đang bị tình trạng là mụn sưng viêm và mụn đỏ. Tại vì chủ yếu của nó thì nó sẽ tập trung kháng viêm cho các nốt mụn của bạn nhiều hơn và nó sẽ làm cho da bạn khỏe hơn, tại trong này có prebiotics. Nói chung á là nó sẽ cân bằng lại cái hệ vi sinh ở trên bề mặt da của bạn và làm cho da bạn khỏe hơn. Nhưng đồng thời nó cũng có nghĩa nó không phù hợp nếu như bạn đang bị những mấy cái tình trạng mụn ẩn nè, mụn đầu đen. Chắc chắn nó không có axit, nó không có những cái hoạt chất để giúp làm cái nốt mụn đầu đen trồi lên. Thì bạn hoàn toàn có thể dùng cái em này để thoa toàn mặt luôn. Nó sẽ không đánh nhau với BHA, nó sẽ không đánh nhau với retinol. Và đó là điểm là mình ưa thích. Nhưng mà vẫn chưa tác dụng đến mấy cái mụn ẩn rồi nha. Vì vậy để chấm điểm thì em này mình sẽ cho em này được khoảng 8 điểm rưỡi trên 10. Maybe thì điểm đó sẽ là ok. Tại vì dù sao cũng không chứa cồn, không chứa hương liệu. Và thật ra dung tích của em này vẫn tương đối lớn, 15ml cho một em chấm mụn. Thì mình nghĩ là giá của em này là ok. Rồi, em cuối cùng đây là một em kem dưỡng Cicatron Moisturizer. Điểm đặc biệt của em này vẫn chứa tổ hợp Cicatron luôn, nhưng mình đã phân tích rồi, nó là một tổ hợp để làm dịu da. Đồng thời ở trong em này còn có B5 nữa để hồi phục cho làn da. Mặc dù ghi là moisturizer nhưng mà cái chất của nó là cái chất gel mọi người ơi. Khi mà tán lên á thì mỏng, nhẹ, nó thấm rất là nhanh. Và mình nghĩ là các bạn da dầu mụn, da nhạy cảm sẽ cực kỳ ưa thích sản phẩm này. Thông thường á thì các bạn sẽ hay mua những cái gel dưỡng rau má hoặc là gel lô hội để dưỡng. Thì ở trong này đã nâng cấp lên B5 nè, rau má nè, phytosteroid nè, hồi phục cho làn da của các bạn nhiều hơn. Vì vậy mình nghĩ là các bạn nên focus vô mua cái sản phẩm này thay vì mua những cái loại gel dưỡng ẩm nó thông thường khác ở trên thị trường. Một điểm nữa là mình thích sản phẩm này, đây là một cái sản phẩm đạt giải thưởng được ưa thích ở trên một cái app của bên Hàn Quốc luôn. Nói chung là nó ok. Kết cấu mỏng nhẹ, không gây bí da, không làm chúng ta nổi mụn hơn, hồi phục và làm dịu cho làn da. Nếu như mà ở trong sản phẩm này thêm được một ít acid nữa thì mình nghĩ nó sẽ đa nhiệm hơn và nó sẽ tốt hơn.
Nhưng mà hiện nay thì nó cũng làm việc khá là tốt rồi. Vì vậy mình sẽ chấm em này là 8.5 cho đến 8.75/10. Nếu như mà thêm được một ít acid nữa thì mình sẽ chấm được 9 điểm đến 9.25 trên 10 nha. Mình chấm điểm hơi keo nhưng mà như vậy là ok. Rồi, để tổng kết lại cho mọi người thì tất cả những cái sản phẩm này mình đều tương đối ưa thích. Mình cũng đã góp ý những cái điểm mà mình thích và những cái điểm mà mình không thích rồi. Vì vậy mình hy vọng là những cái lời review của mình nó sẽ phù hợp với tình trạng da của mọi người và giúp cho mọi người chọn được những cái sản phẩm tốt hơn. Và do cái nhà này chưa có chính thức ở Việt Nam nên hầu như tất cả các sản phẩm mình đều phải mua thông qua web hết. Nhưng mà nó có một điểm lợi thế, đó là thông thường thì web và Shopee thì cũng hay sale. Nếu như mà khi mà sale thì mọi người sẽ mua được với những cái giá hời hơn. Và như mọi người thấy thì mình mua thì mình còn được tặng thêm những cái, ví dụ như là mặt nè, rồi sample mini size nữa. Đây nè, mình còn để ở đây luôn. Đây, mình còn được tặng thêm khá là nhiều món nữa. Vì vậy, mình thấy là mọi người rất là nên thử nha. Rồi, nội dung của video ngày hôm nay đấy là hết. Hẹn gặp lại mọi người trong các video sau. Bye bye.